Thịnh Nguyễn xin mến chào và cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã trở lại kênh của Thịnh Nguyễn. Ngày đầu xuân Tân Sửu năm 2021, Thịnh Nguyễn đến Đức Mẹ núi Cuối để thăm viếng mẹ và cầu xin ơn lành. Tiện thể Thịnh Nguyễn quay cái hiện trạng của Đức Mẹ núi Cuối, công trình xây dựng như thế nào để cho quý ông bà và anh chị em chúng ta được biết. Giờ Thịnh Nguyễn đang đứng trước sân của đài Đức Mẹ núi Cuối. Công trình bây giờ là tiến triển cũng mỗi ngày một gần hoàn thiện, từ từ rồi sẽ hoàn thiện, mỗi ngày một tiến triển tốt hơn và thêm nhiều được nhiều, tại vì công trình làm nhiều chỗ thành không có tiến triển nhanh hơn được, cũng phải có thời gian. Thấy đợt này cũng như là công trình xây dựng nhiều hơn nhưng những tháng trước, như cái đài chính cũng vậy, những cái nhà cũng vậy. Đây là Thịnh Nguyễn sẽ đi một vòng chung quanh Đức Mẹ núi Cuối, cái núi Cuối, để cho quý ông bà và anh chị em chúng ta tham quan chung quanh của Đức Mẹ núi Cuối, là nơi hành hương của giáo phận Xuân Lộc. Thịnh Nguyễn đang đứng bên hông, phía bên cánh phải của núi Cuối, và sẽ đi một vòng bọc qua, chạy qua phía sau lưng núi Cuối. Ngay đây là trên đỉnh của núi Cuối, nhà thờ và có hàng chữ mẹ của lòng thương xót. Mẹ núi Cuối là cái mặt tiền trước. Đây là Thịnh Nguyễn đang đứng bên hông. Xin mời quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng Thịnh Nguyễn đi tham quan chung quanh một vòng của núi Cuối. Bên phía sau của núi Cuối là lòng hồ của Trị An, cũng nhìn cũng rất đẹp. Nếu như mà trường hợp quay Finicam thì nhìn xuống rất đẹp. Có đợt Thịnh Nguyễn cũng đã có quay rồi, nhưng mà lúc đó thì công trình xây dựng chưa được như vậy, mới có xây dựng ít thôi chứ chưa được như vậy. Đây là cái lòng hồ phía đây, phía bên cánh trái là cái lòng hồ Trị An, còn phía bên phải là chân núi Cuối. Cái nhà trắng đó là trên cái lòng hồ Trị An, là nhà lọc nước để nước chảy về núi Cuối để mà xài. Chung quanh núi Cuối có con đường đất cũng rộng tầm khoảng cỡ 8 mét, nhưng mà đường đất chứ còn cũng còn bụi lắm. Thịnh Nguyễn sẽ chạy bọc một vòng tới đài nhà nguyện của núi Cuối, tại vì đang xây dựng công trình Đức Mẹ núi Cuối thành những thánh lễ là ở nhà nguyện tượng Đức Mẹ núi Cuối. Trước kia ở trên đỉnh núi cũng đem xuống dưới đó, đem tại nhà nguyện, gần nhà nguyện đó để mà
giáo dân, những người họ tới họ cầu nguyện đọc kinh xin ơn Đức Mẹ. Đường đất rất bụi, nhiều lúc mình chạy thì có xe mà nó chạy trước thì mình ở sau nó bụi lắm. Nhưng giờ này cũng trưa, thành cũng vắng, không có xe máy, mình cũng đỡ. Mình tình nguyện một tay chạy mà một tay quay thành nó hơi rung. Xin quý ông bà và anh chị em thông cảm. Cái đường đất chung quanh núi cuối tầm khoảng cỡ, nếu như mà từ trên cái sân đài trước cho tới bọc chung quanh tầm khoảng cỡ 5-6 cây số. Tại thành viên của quân ta thì tầm khoảng cỡ đó thôi. Thường cũng có nhiều người họ tới đây liên tục, họ khấn xin đọc kinh cầu nguyện. Lại con Chúa kết hoa kinh để dâng mẹ, một nàng hoa mẫn côi hương thơm ngào ngạt thắm mẫn tình, từng lời kinh suốt men xin dâng về nữ vương hiền vinh. Khi đau thương ấm đầy như hương loan mẫu mùa, như khi muôn xin nhân thánh thần, như khi mẹ về trời vinh sang kết hoa kinh để dâng mẹ. Một chàng hoa mẫn côi hương thơm ngào ngạt thắm mẫn tình, từng lời kinh suốt men xin dâng về nữ lại con Chúa kết hoa kinh để dâng mẹ. Một chàng hoa mẫn côi hương thơm ngào ngạt thắm mẫn tình, từng lời
Trước kia là thừa giáo dân thường đứng tham dự thánh lễ. Công trình xây dựng quá lớn luôn. Quý ông bà và anh chị em thấy thành nguyện đứng cũng hơi xa, thành không có thể. Thành chỉ phóng lớn để cho quý ông bà và anh chị em xem. Tịnh nguyện xin chân thành cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã theo dõi kênh của Tịnh nguyện. Nguyện xin Chúa Ba Ngôi Lăng Nhân Lành, Mẹ Maria Nhân Hiền, Thánh Cả Giuse kính mến ban nhiều ơn lành hồng phúc xuống cho quý ông bà và anh chị em. Xin Mẹ nước cuối thương đất nước Việt Nam và toàn thế giới, nhất là giáo phận Xuân Lộc của chúng ta. Xin Mẹ thương ban cho cơn dịch này chóng qua.